tự lo cho chính cuộc đời của mình, cho người con gái mà em yêu thương. Và chị sao cũng chị được. Nghĩ là khi mà em đủ trưởng thành rồi và như thế thì cuộc sống của em sẽ trọn vẹn hơn, sẽ hạnh phúc hơn. Và chị mong là em sẽ luôn hạnh phúc trong tương lai. Khi tình yêu có đầy đủ sự chân thành, nó sẽ tự lớn lên và họ sẽ tự tìm đến nhau. Và kính thưa quý vị, đó là lời chia sẻ của Minh Hằng, một người chị luôn hết mực vì người em của mình. Và bây giờ thì Minh Hằng sẽ không đứng đây khóc lóc nữa và sẽ nhường sân khấu này lại cho người con gái mà chàng trai bé nhỏ của Minh Hằng đã yêu thương tận 6 năm nay. Và bây giờ xin mọi người hãy cùng chờ đón cái hình ảnh đẹp nhất trong buổi lễ trong ngày hôm nay ạ. Nào, bây giờ xin mời tất cả quý vị, chúng ta hãy cùng hướng mắt về khán phòng. Ở nơi đó có một tình yêu bé nhỏ của Minh Hải đang chờ đón anh, được anh mời lên sân khấu.